Thủy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Học hát chèo cùng nghệ sĩ nhân dân Mai Thủy. Tuần vừa rồi chắc hẳn quý vị đã học thuộc điệu hát Sóc Thường. Và Mai Thủy rất vui khi được đón nhận những thông tin phản hồi từ quý vị cũng như đăng ký kênh của quý vị ủng hộ cho Mai Thủy. Và nếu như hôm nay quý vị nào mới biết đến kênh của Mai Thủy thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai Thủy nhé. Mai Thủy rất là cảm ơn quý vị ạ. Hôm nay Mai Thủy sẽ hướng dẫn quý vị điệu hát chèo Sóc Đan Lồng. Sau đây, xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung điệu hát này. Kính thưa quý vị, đây là nội dung điệu hát chèo Sóc Đan Lồng, thể thơ 6-8, tính chất châm biếm nhẹ nhẹ, giai điệu trong sáng, rộn ràng, chức năng dùng cho đơn ca hoặc đồng ca nam nữ. Tiếng đẹp, dậu mà, này a, hệ thống làn điệu, thuộc hệ thống sóc và thuộc loại đa dùng. Lời thơ, về đâu trẻ nứa đan lồng, lồng thưa nhạn lọt, chim rông về ngàn. Cô ngồi trách phận thở than, chim kia bội bạc tìm đường bất nhân, bấy lâu vắng khách châu trần. Và cấu trúc của điệu hát gồm có chỗ mở, chỗ thân bài và chỗ nhắc lại. Bây giờ, Mai Thủy sẽ hát mẫu một lượt. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cô trẻ cái nơi đàn lồng, cô bay chắc về đâu dậu mà. Cô trẻ cái nơi đàn lồng, rồi lòng thưa con chim nhạn đi lọt này a, ấy chim nó rông về ngàn, cô bay ngồi rồi dậu mà. Cô trách cái phận cô thở ý than đi, bội bạc này a, ấy tìm đi đường bất nhân, ấy bấy lâu nay dậu mà, ấy vắng vắng vẻ khách châu y trần đi. Và bây giờ xin mời quý vị cùng chụp lại màn hình và theo dõi để cùng Mai Thủy học hát nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng học hát. Cô trẻ cái nơi đàn lồng, cô bay chắc về đâu dậu mà. Và hôm nay Mai Thủy sẽ lấy hiệu lệnh trống bằng xuyên tâm. Cô trẻ cái nơi đàn lồng, cô bay chắc về đâu dậu mà. Xin mời quý vị chúng ta cùng hát lại. Cô trẻ cái nơi đàn lồng, cô bay chắc về đâu dậu mà. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ xuyên tâm 2 nhịp và chúng ta sẽ học câu tiếp theo của chỗ mở. Cô trẻ cái nơi đàn lồng, cô trẻ cái nơi đàn lồng, cô trẻ cái nơi đàn lồng. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát lại chỗ mở nhé. Cô trẻ, cô trẻ cái nơi đàn lồng, cô bay chắc về đâu dậu mà. Cô trẻ cái nơi đàn lồng mi. Và sau đó chúng ta sẽ nghỉ lưu không 4 nhịp và sang chỗ thân bài. Xin mời quý vị cùng nghe câu đầu tiên của chỗ thân bài. Lồng rồi lồng thưa con chim nhạn đi lọt này a,
Quý vị nghe lại nhé. Lồng rồi lồng thưa con chim nhạn đi lọt này à. Lồng rồi lồng thưa con chim nhạn đi lọt này à. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ xuyên tâm hai nhịp và học tiếp câu thứ hai. Ấy chim nó rông về ngàn cô bay ngồi rồi dậu mà. Ấy chim nó rông về ngàn cô bay ngồi rồi dậu mà. Ấy chim nó rông về ngàn cô bay ngồi rồi dậu mà. Chúng ta sẽ học tiếp câu cuối của chỗ thân bài. Cô trách cái phận cô thở than, cô trách cái phận cô thở than. Quý vị nghe lại nhé. Cô trách cái phận cô thở than, cô trách cái phận cô thở. Bây giờ chúng ta sẽ hát lại chỗ thân bài. Lòng rồi lòng thưa, lòng rồi lòng thưa con chim nhạn đi lọt này à. Ấy chim nó rông về ngàn cô bay ngồi rồi dậu mà. Cô trách cái phận cô thở. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp chỗ nhắc lại. Hỡi con chim kia sao mày bội bạc này à. Hỡi con chim kia sao mày bội bạc này à. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ xuyên tâm hai nhịp và học tiếp. Ấy tìm đường bất nhân ấy bấy lâu nay dậu mà. Quý vị nghe lại nhé. Ấy tìm đường bất nhân ấy bấy lâu nay dậu mà. Xin mời quý vị chúng ta cùng hát. Ấy tìm đường bất nhân ấy bấy lâu nay dậu mà. Chúng ta sẽ nghỉ xuyên tâm hai nhịp và học hát câu cuối cùng trong điệu hát này. Tây phong vắng vẻ khách châu trần đi. Ấy phong vắng vẻ khách châu trần đi. Xin mời quý vị chúng ta cùng hát. Ấy phong vắng vẻ khách châu trần đi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng hát lại chỗ nhắc lại. Hỡi con chim kia, hỡi con chim kia sao mày bội bạc này à. Ấy tìm đường bất nhân ấy bấy lâu nay dậu. Cảm ơn quý vị, như vậy là chúng ta đã học xong điệu hát chèo sóc đan lồng. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng hát lại một lượt bài hát này. Cô trẻ cái nơi đàn lồng cô bay chắc về đâu dậu mà. Cô trẻ cái nơi đàn đi lồng đi. Lòng rồi lòng thưa con chim nhạn đi lọt này à. Ấy chim nó rông về ngàn cô bay ngồi rồi dậu mà. Cô trách cái phận cô
dậu mà ấy vắng vắng vẻ khách trôi chân đi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng Mai Thủy trong chương trình học hát ngày hôm nay. Mai Thủy rất cảm ơn quý vị và cũng mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Mai Thủy, đăng ký kênh, chia sẻ kênh để ủng hộ cho Mai Thủy nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.